Thưa quý vị, liên quan đến việc phản ánh của các cơ quan báo đài về tình trạng tài xế xe công nghệ tắt áp do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng cao, chiết khấu lớn, thu nhập thấp, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin về vấn đề này. Sở đánh giá tình trạng này sẽ dẫn đến nhu cầu lưu thông của người dân bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là các khu vực đầu mối giao thông lớn như sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm nghỉ hè và mùa du lịch. Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân và góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại khu vực và kịp thời điều tiết, sắp xếp linh hoạt cho các loại hình vận tải hành khách như xe buýt, taxi, xe công nghệ, đồng thời tăng tần suất phục vụ giải tỏa lượng khách đến, đặc biệt là trên làn B, làn C, ga quốc nội, không để xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông bên trong sân bay kéo dài ra đường Trường Sơn. Song song, Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc sở phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tăng cường hoạt động vận tải hành khách công cộng như xe buýt, taxi, xe công nghệ nhằm giải tỏa lượng khách đến, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực sân bay, tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại khu vực sân bay, kịp thời báo cáo đề xuất phương án khắc phục nếu xảy ra mất trật tự an toàn giao thông. Khảo sát trước đó của Sở Giao thông Vận tải cho thấy, hiện nay, lượng khách về thành phố Hồ Chí Minh dịp hè đã bắt đầu tăng trở lại, thậm chí bằng thời điểm trước khi có dịch. Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ từ 98.000 đến 100.000 lượt khách một ngày. Để giảm ùn ứ cho hành khách tại sân bay, Sở cũng đã tiến hành điều chỉnh 2 tuyến xe buýt phục vụ người dân đi lại từ sân bay Tân Sơn Nhất về các vùng. Hành khách có thể đón xe buýt từ ga quốc nội thay vì chỉ ở ga quốc tế như trước đây. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhnien.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên.